Loạt trường đại học công bố điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các trường đại học phía Bắc bắt đầu công bố điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mức điểm sàn dao động từ 15 đến 22 điểm. Trường Đại học Giao thông Vận tải đã công bố điểm sàn cho 38 ngành đào tạo tại cơ sở Hà Nội. 4 ngành có điểm sàn cao nhất 22 điểm là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật ô tô. Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán cùng có điểm sàn là 21, các ngành còn lại dao động từ 17 đến 20 điểm. Ngoài ra, trường này cũng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023 là 50 trên 100 điểm. Ngưỡng này áp dụng cho các thí sinh đăng ký xét tuyển và một số ngành đào tạo tại Hà Nội. Với các chương trình đào tạo tại phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh, mức điểm sàn trường đưa ra dao động từ 16 đến 21 điểm. Trường Đại học Công đoàn cũng công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mức điểm sàn dao động từ 15 đến 18 điểm. Ngành luật có điểm sàn cao nhất với 18 điểm, các ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán và quản trị nhân lực cùng lấy mức điểm sàn 17 và các ngành còn lại lấy 15 đến 16 điểm. Tại Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, mức điểm sàn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 15 điểm trở lên và không có môn thi trong tổ hợp bị liệt. Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra điểm sàn dự kiến năm 2023 đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ, ngành Marketing và Truyền thông, ngành Quản trị và An ninh dự kiến cùng có điểm sàn là 22, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm sàn là 21. Những thí sinh không thi tốt nghiệp môn tiếng Anh nhưng có chứng chỉ IELTS từ 5,5 trở lên hoặc tương đương sẽ được quy đổi điểm để sử dụng trong xét tuyển.